Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Một hình chữ nhật có nửa chu vi
là 125m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một hình chữ nhật có chu vi là 64m. Chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình sẽ tóm tắt lại cho bạn dễ hiểu nhé. Tổng số ngan và vịt là 510 con. Sau khi bán mỗi loại 30 con thì số ngan còn bằng 5/4 số vịt. Đề bài yêu cầu chúng ta tính số ngan và vịt trước khi bán. Để làm dạng toán này thì bạn nên vẽ sơ đồ ra nha. Đây là hai đoạn thẳng minh họa cho ngan và vịt. Tổng số là 510. Sau khi bán mỗi loại là 30 con, thì số ngan còn bằng 5/4 số vịt. Vậy, bạn phải biết được là với tỷ số 5/4 đó, thì tổng số ngan và vịt còn lại là bao nhiêu nhé? Tìm được tổng số con khi bán được là bao nhiêu, thì bạn đã đưa bài toán về dạng tổng và tỷ số rồi đó. Bây giờ thì bạn giải tiếp đi.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm.